Xin chào anh em nhé. Như các bạn thấy trên tay mình là hai chiếc phi tiêu Shuriken bằng sắt, hay còn gọi là phi tiêu ninja. Như các bạn đã trên phim thì các ninja Nhật hoặc phim hoạt hình Naruto, ninja dùng phi tiêu Shuriken bốn cánh này để tấn công từ xa hay để ám sát mà không cần tiếp cận lại gần. Vậy phi tiêu Shuriken này có thật sự lợi hại không? Hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng hai cái phi tiêu này để test thử vào các mục tiêu là gỗ và bìa giấy để xem nó có lợi hại không nhé. Cho các bạn tận mắt thấy, mình sẽ test thử từng mục tiêu bằng phi tiêu này. Các bạn sẽ xem này. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ phóng thử vào cái bìa bằng giấy trước mặt mình đây, bằng ba cái phi tiêu này. Ok nhé, các bạn xem nhé. Đây, kết quả đây, phi rất cái tôm tươi. Ồ, ghê quá. Tiếp tục, mục tiêu tiếp theo là ném vào gỗ, miếng gỗ sau lưng mình đây, để xem sức mạnh của cái nhà có ném rất được gỗ không. Và ném một lực từ phía xa, để xem nhé. Để xem lần này cho nát cái tấm gỗ kia luôn. Này, cùng xem mình ném này. Tấm gỗ đằng kia. Oh, địt, không đúng rồi. Chắc một quả này. Đến quả thứ hai này. Chắc chắc kiểu khác. Quả thứ ba. What the. Đem cái càng này nó trúng như ném lại này. Lần này ném lại nhất định sẽ trúng này. Kết quả đây. Ghê không? Và bây giờ mình sẽ làm một lần cuối cùng nữa cho các bạn xem, để các bạn nghĩ và dừng video tại đây. Thật sự là phi tiêu này rất lợi hại nhé. Chỉ cần phóng vào đâu chắc đó. Ok. Phi tiêu Shuriken. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Gấp chưa, gấp chưa. Đây là kết quả của một cuộc tân hành phi tiêu. Đấy, vậy các bạn hãy nghi ngờ nhé. Phi tiêu này thật sự là phi rất trúng mục tiêu, do các phi ninja Nhật thường hay ám sát. Phi tiêu là thật sự rất lợi hại ấy. Nhưng khả năng ám sát thì phải dùng đao với kiếm làm ám sát cao cao hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Ok các bạn, bye bye.